thưa quý vị trước thông tin cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã đề xuất bỏ kiểm soát giấy tờ tùy thân của hành khách ở cửa ra máy bay trong thời gian cao điểm tết nhằm giải tỏa nhanh hành khách cục hàng không việt nam đã có yêu cầu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất và các đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm soát giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa ra máy bay theo cục hàng không việt nam hiện quy định của pháp luật về vận chuyển đồng bộ hành khách và hành lý chưa có sự thay đổi thực tế hoạt động khai thác tại các cảng hàng không cho thấy tình trạng hành khách đi nhầm máy bay do chủ quan của nhân viên hàng không tại cửa ra máy bay vẫn xảy ra vì vậy cục hàng không việt nam yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam và các hãng hàng không nghiêm túc thực hiện quy định về đồng bộ hành khách và hành lý kiểm tra giám sát an ninh đối với hành khách và hành lý sách tay xuất phát đúng theo quy định hiện hành